Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Atlanta được cập nhật hàng ngày trên đài VVTV. Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu tiên cho biết lãnh đạo Atlanta đang cân nhắc bổ sung lực lượng kiểm lâm giúp cho các công viên thành phố an toàn hơn. Tại cuộc họp Hội đồng thành phố Atlanta vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 7, một đề nghị được trình bày có thể ảnh hưởng lớn đến các công viên trên toàn thành phố. Các lãnh đạo thành phố Atlanta cho biết họ muốn thực hiện các bước để bổ sung nhân viên kiểm lâm vào các công viên thành phố. Theo một trong những người tổ chức cuộc họp, với tình trạng thiếu cảnh sát, việc bổ sung nhân viên kiểm lâm có thể giúp giữ an toàn cho mọi người khi họ đến thăm các địa điểm như công viên là Westside và công viên Piedmont. Jennifer Aide, cư dân khu phố Boyd City của Atlanta trong 10 năm, nói với đài Channel 2 rằng cô nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Trong khi các nhóm của đài Channel 2 đang tác nghiệp cuộc họp tại công viên Rodney Cook Senior Peace Park của Atlanta. Cô Aide đến gần để hỏi đài Channel 2 có đưa tin về một vụ nổ súng xảy ra chỉ trước đó 10 phút hay không. May mắn thay không ai ở công viên bị thương. Cách đây gần một năm, Catherine Chance đang đi dạo cùng con chó của cô ở công viên Pittman thì bị đâm chết. Đến giờ này, cảnh sát Atlanta vẫn chưa xác định được hung thủ. Nghị viên thành phố Atlanta là Brian Amos, một trong những người đứng đầu thành phố, đề nghị ý tưởng, nói rằng ông muốn lực lượng kiểm lâm có quyền hạn tương tự như cảnh sát. Ông nói thêm, cá nhân tôi muốn gặp một sĩ quan đã tuyên thệ để họ có thể hành động ngay lập tức. Ông Amos sẽ nói chuyện với thị trưởng Andrew Dickens về việc thúc đẩy đề nghị này. Thành phố sẽ có 180 ngày để nghiên cứu đề nghị trên. Bản tin tiếp theo, tòa án Metro Atlanta khôi phục lệnh bắt buộc đeo khẩu trang. Trích dẫn mức độ lan truyền virus COVID-19 cao. Vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 7, chánh án tòa án cấp cao Cobb County là ông Robert Lerner đã khôi phục lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại tòa án Cobb County trong bối cảnh mức độ lây truyền virus COVID-19 trong cộng đồng đã tăng cao. Theo một thông cáo từ Cobb County, khẩu trang sẽ sớm được yêu cầu trở lại ở tất cả các khu vực công cộng, chung quanh và bên trong tòa án, cũng như việc giãn cách xã hội sẽ được tái thực thi. Chánh án Robert kêu gọi các quản trị viên tòa án xem xét các phiên tòa sắp tới của bồi thẩm đoàn và phải bảo đảm rằng họ nghiêm túc tuân theo trình tự tư pháp địa phương về việc tiến hành các phiên tòa trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Cư dân Cobb County có thể xem lệnh của chánh án Leonard ban hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2022 trên trang web của tòa án cấp cao. Và thông báo nêu rõ rằng không có thay đổi hoạt động nào được thực hiện tại các cơ sở chính quyền quận hạ khác vào thời điểm. Và Cobb County cũng như Douglas Public Health đang kêu gọi công chúng thực hiện các nỗ lực phòng ngừa COVID-19 trong bối cảnh sự lây truyền trong cộng đồng tăng cao. Điều này bao gồm các hành động được khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh gọi tắt là CDC, bao gồm đeo khẩu trang ở nơi công cộng, cập nhật chích ngừa vaccine COVID-19, đi xét nghiệm nếu cảm thấy có triệu chứng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung cần thiết cho người có nguy cơ bị mắc bệnh nặng. Chính quyền liên bang đóng trang lừa đảo Grand Bay nhằm mục tiêu vào chủ doanh nghiệp người da đen với các khoản tài trợ dởm. Một phụ nữ sở hữu một doanh nghiệp nhỏ ở Powder Springs nói rằng
cô bị lừa hàng ngàn Mỹ Kim bởi một phụ nữ tự xưng là Granby. Ủy ban Thương mại Liên bang, gọi tắt là FTC, cho biết là Granby lừa đảo hàng ngàn chủ doanh nghiệp nhỏ bằng cách viết cho họ các khoản trợ cấp giả. Giờ đây, các nhà quản lý liên bang ra lệnh cho Granby ngừng làm điều cô ta đang làm. KB Hunt, cư dân Powder Springs, cho biết là cô tìm đến Granby để được giúp đỡ, để có thêm tài trợ cho công việc của cô. Cô nói, tôi thực sự muốn hỏi cô ấy như tại sao bạn lại làm điều này với một người mà bạn nói rằng bạn sẽ giúp đỡ. Tại sao bạn lại làm điều này với chúng tôi? Hunt cho biết cô đã đóng góp hơn 2.000 Mỹ Kim cho dịch vụ này. Đổi lại, cô được bảo đảm tối thiểu là 50.000 Mỹ Kim tiền trợ cấp. Và cô nói là Granby thực sự cho rằng cô ấy đang giúp đỡ nhóm người thiểu số để họ có được tài trợ. Nhưng các nhà quản lý liên bang nói rằng, trên thực tế thì cộng đồng da đen là mục tiêu mà Granby đang nhắm đến để lừa đảo. Vài tuần sau khi thanh toán thì Hunt chờ đợi và nhận được email của Granby thông báo cô được chấp thuận cho một khoản trợ cấp. Nhưng khi cô nhấp vào liên kết thì trang web của Granby không hoạt động. Không có liên kết nào hoạt động vì các nhà điều tra nói rằng các khoản trợ cấp là giả mạo. Có hàng chục đơn khiếu nại gửi cho Better Business Bureau cũng nói như vậy. Vào tuần trước, một tòa án liên bang yêu cầu Granby, tên thật là Shauna Graham, sống tại Lake City, Florida, dừng việc cô ta đang làm. Đài Fox 5 liên lạc với Graham để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Và liên quan đến địa danh Georgia, Guidestone bị phá hủy. Văn phòng điều tra Georgia thông báo một vụ nổ làm hư hại địa danh Georgia Guidestone nổi bật ở vùng đông bắc Georgia, bắt buộc họ phải phá bỏ phần còn lại vào ngày hôm qua. Georgia Guidestone là điểm du lịch bằng đá granite thuộc quận Elbert, nằm bên ngoài đường Guidestone ngay phía đông xa lộ 77. Trực thăng của đài truyền hình Sky Fox 5 bay qua hiện trường đã ghi nhận hình ảnh một trong số những cây cột nói trên bị biến thành đống đổ nát đầy gạch vụn. Và phần trên cùng thì cũng bị hư hỏng ở gốc đã được tìm cách nâng đỡ. Không rõ ngôn ngữ nào được ghi trên khối đá bị phá hủy. Các nhà điều tra cho biết là những người không rõ danh tánh đã khởi động một thiết bị nổ vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua. Các quan chức thuộc quận Elbert cũng có mặt, ghi nhận phần lớn cấu trúc đã bị hư hại. Đoạn video liên quan đến việc hóa hủy này được Văn phòng Điều tra Georgia phát hành vào chiều ngày 6 tháng 7. Và một đoạn video thứ hai cũng được phát hành cho thấy chiếc xe hơi màu bạc rời khỏi khu vực này. Nhà cảnh sát quận Elbert đang điều tra, trong khi đội đánh bom của GBI cũng thể hiện phản ứng của họ. Ông Chris Kubitz, giám đốc điều hành Hiệp hội đá Granite Albertan, cho biết rằng có nhiều camera cố định được cài đặt để ghi lại hình ảnh liên quan đến hành vi phá hoại. Những hình ảnh này sau đó được chuyển trở lại trung tâm điều phối của Tổng đài Khẩn cấp 911. Giám đốc điều hành Chris Kubitz cho biết thêm, Hiệp hội đá Granite đá Albertan đóng vai trò hướng dẫn du khách đến địa điểm này. Ông rất buồn khi một phần tượng đài bị phá hủy. Và đây là sự tổn thất không chỉ đối với Hiệp hội Albertan, quận Elbert, mà còn là sự tổn thất của Hoa Kỳ và thế giới. Vì một địa danh thu hút du khách đã bị phá hủy. Và tin cho biết vợ chồng cựu Tổng thống Carter kỷ niệm 76 năm ngày thành hôn. Cựu Tổng thống Jimmy Carter và vợ là cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter, nhà hoạt động về nhân quyền và ủng hộ sức khỏe tâm thần, cùng kỷ niệm 76 năm thành hôn trong ngày 7 tháng 7 tại Plains, Georgia. Cách đây 76 năm đúng ngày hôm nay và cũng tại Plains, Hải quân Trung tá Jimmy Carter kết hôn với cô Rosalynn, người thiếu nữ mà ông đã gặp và yêu từ một năm trước. Cả hai đều không nghĩ họ sẽ là cặp vợ chồng chung sống lâu bền nhất so với bất kỳ cặp vợ chồng tổng thống Hoa Kỳ nào. Họ quen biết nhau khi ông Jimmy Carter đang theo học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Em gái của ông đã giúp anh mình hẹn hò với cô Rosalynn, một người bạn của gia đình, đã phải lòng vị thống đốc tương lai của Georgia và cũng sẽ là tổng thống Hoa Kỳ sau này.
Năm ngoái, trong ngày kỷ niệm 75 năm thành hôn, bà Rosalind Carter kể lại rằng, thời thiếu nữ bà không quan tâm đến việc hẹn hò với những chàng trai, vì chưa bao giờ bà nghĩ mình sẽ kết hôn. Vợ chồng cựu Tổng thống Carter kết hôn năm 1946. Ông giải ngũ vào năm 1953, sau khi cha của ông là ngài James Earl Carter Senior qua đời. Lãnh nhiệm vụ điều hành trang trại của gia đình, ông Jimmy Carter là nhà lãnh đạo nổi tiếng của cộng đồng. Ông đắc cử trở thành thượng nghị sĩ tại Thượng nghị viện Georgia vào năm 1962. Đây là bước đầu của sự nghiệp chính trị giúp cho ông đắc cử chức thống đốc Georgia vào năm 1971. Sau đó ông trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc khi được bầu chọn là Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1976. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã chọn theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc. Thân ái, kính chào.